Đây, các bác gia đình anh Báo thật là 1, 2, 3, 4 5 đứa con, cộng với hai vợ chồng là 6, 7 người. Câu là em đi đâu hoặc là như nào đấy, đấy em cũng buồn chứ, bởi vì là mình cũng giúp đỡ rồi, thế là như thế. Cũng mong em đưa chú các bác thông cảm cho. Không, nói chung là mọi người sẽ không giúp nữa. Mọi người sẽ coi như là mình đã như thế rồi, thì bởi vì là cái con bò cũng không nuôi được. Thì từ nay thì mọi người sẽ không có giúp thêm nữa. Thì là mình tự cố gắng thôi, được bao nhiêu thì được. Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại bản Ba Phang của xã Pìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, để đi vào thăm gia đình của anh Hà Ca Báo. Cách đây chắc có lẽ là được 5 tháng rồi, 6 tháng rồi, San có giúp đỡ gia đình anh Hà Ca Báo làm nhà, rồi là mua bò để mà phát triển kinh tế ạ. Thì rất nhiều các bác cũng theo dõi video clip của em từ những ngày đầu em thiện nguyện, thì các bác cũng sẽ biết về gia đình. Tuy nhiên thì nếu mà các bác mới đầu vào thì sẽ không biết. Hôm nay thì em vào trong này để xem cái cuộc sống của gia đình sau khi mà được các cô chú, các mạnh thường quân cùng nhau đồng hành để giúp đỡ, thì gia đình đã ra sao, phát triển như thế nào rồi các bác. Bởi vì là cũng khá lâu rồi San không có xuống ở dưới này. Thì một cái điều rất là quan trọng đó là gia đình có 5 bé mà ngày trước đó là không được đi học. Còn bây giờ mình xem là gia đình anh đã làm cho các cháu được đi học hay chưa nhá mọi người. Đây là cái con đường đi vào nhà đây, các bác thấy chưa? Rất là bẩn mọi người ạ. Bởi vì là cái này là đường đất á, nên là khi trời mưa á, thì đất cực kỳ là bẩn luôn, rất là khó đi mọi người. Ở đây thì có vỏn vẹn vài căn nhà. Ở cái vị trí này có một căn, bên kia có một căn nhà nữa. Ở trên này là gia đình của anh Báo là ở trên này. Đây này các bác thấy cái con đường chưa? Giống như những cái con đường ngày xưa mình đi lại vậy đó. Không biết gia đình có ở nhà không đây. Thấy đóng cửa im thêm thiếp. Chính này là gia đình để củi. Còn bên trên này là thấy đóng cửa đây. Cả cái biển mà các cô chú giúp đỡ cũng không thấy đâu rồi. Mà đi tìm cái gì treo ở chỗ này đấy. Tháo biển luôn rồi. Anh Báo ơi. Anh Báo ơi. Không thấy ai ở nhà. Không biết gia đình đi đâu. Đây, bên dưới này có một căn nhà nữa các bạn. Hình như là mới làm thêm một căn nhà bên kia nữa thì phải. Bây giờ mình xuống lấy họ thử mọi người. Ôi, có nhiều chó thế. Xung quanh này rất là nhiều chó nữa mọi người. Mình xuống dưới này hỏi xem. Chú 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 chú. Bà ơi. Bà. Âu âu âu. What? Âu. Yes. Bà ơi, gia đình của anh Báo này đi đâu rồi nhỉ? Không ở nhà à? Nhà bà là nhà này hay nhà dưới à?
Để mình xuống dưới này xem. Khu vực này là toàn sán đấy các bác. Chào em. Em ơi, em biết gia đình của anh Báo đi đâu rồi không? Đi chơi á? Đi chơi ở đâu? Ở dưới nhà bố mẹ á? Đây đây là... Nhưng mà nhà em bên này à? Nhà này là nhà bố mẹ à? Ôi dồi. Đây đây, chú cho một bộ gói bánh. Các con xé về chia nhau đây bà. Bà. Đây. Cho các con ấy. Đây này con này. Đây. Đây. Xin. Đây là nhà em mới làm đây à? Nhà em mới làm nhà này à? Chồng em đi đâu rồi? Đi làm. Đi làm ở đâu? Đi làm ở Lai Châu. Đi làm ở Lai Châu à? Đây là nhà bố mẹ à? À, hai vợ chồng mới làm ra đây thôi đúng không? Ừ. Đây là bố mẹ chồng à? Bố mẹ chồng. À. Đây căn nhà mới làm các bác ạ. Ở trên cũng lập tôn. Đây. Trên lập tôn này. Bên ngoài thì cũng rào bằng cái cây tre thôi. Thế em không có số của họ đúng không? Không ạ. Không à? Ừ, ok anh, cảm ơn anh, xuống xem thử xem. Gia đình ngay trên này. Ở bên dưới này rất là nhiều cây sán. Thật sự những cái ngôi nhà này á, ở bên trên này lúc trời mưa thì chắc có vẻ như là đi lại cực kỳ là khó khăn. Đây, các bác gia đình anh Báo tận là 1, 2, 3, 4, 5 đứa con. Cộng với hai vợ chồng là 6, 7 người. Em trai... con út được mấy tuổi rồi nhỉ? Mấy tuổi ấy? Một tuổi à? Ừ. Thế vừa rồi anh về lâu chưa? Anh đi làm về lâu chưa? Anh về lâu rồi. À, nghĩa là bây giờ là đang đợi xuống ở dưới này đợi chỗ thủy điện họ đóng nước ở trên kia đúng không? Sau đó nước cạn là mình đi nhặt cái ốc ốc bé bé trắng trắng đấy á, vàng vàng á. Ơ sao anh em chưa thấy ốc đấy bao giờ nhỉ? Ngon không, ốc đấy ngon không? Ốc đấy ngon lắm, cả là mình nấu cân cũng ngon. Một cân bao nhiêu tiền này? Một bát mười nghìn. À. Nhưng mà em thấy nước vẫn còn sâu lắm bây giờ. À. Ôi giời, cái đường này đi lại khủng khiếp quá. Em nói chuyện với khách em uống rồi. Em xả. Không, em bình thường mà. Hay là em đổi giọng đi. Cái này xe lúc nào cũng để dưới đường thôi á? Nếu như nắng thì dưới lên, thì lấy xe lên, không nắng thì để dưới. Cứ trời mưa là phải để dưới kia đúng không? Để dưới nhà thì mới uống. À. Đã để dưới mưa. Vâng. Anh đi về làm về được mấy tháng rồi? Hai tháng á? Ôi nhà mình từ trước đến vẫn không có bếp nhỉ? Còn dí là chỉ đun ở ngoài này thôi đúng không? Đây này các con này, kẹo này. Ừ. Chia nhau nhá. Vâng, xin nhá. Xé ra.
Thì mấy bé đã được đi học hết chưa? Có thì anh. Bé bé này đi học à? Bé này thì làm được học sinh rồi nhưng mà chưa đi á? Kiểu là nó lên lớp 1 thì bây giờ nó hết cái ấy này, hết hạn này. Nhưng mà chắc là phải đi xin các thầy cô tuyển chuyển thì mới được học. Nghĩa là quá tuổi đấy á? Vâng. Quá tuổi ngày trước là không được học mầm non. Đúng rồi. Bây giờ là đi học lớp 1 luôn. Vâng. Em vừa đi lớp. Là thế ba bé này đi học rồi đúng không? Vâng. Đây là ba đứa con, đứa là chưa. Tông một cành đây gì tao? Tông một cành đây à? Chẳng là chưa được đi học. À, mẹ bảo muốn là ông mà phát. Đấy, chia nhau, chia cho em trai nữa. Đây, chia cho em trai bé bé nữa. Đấy. Biết nói rồi đây nhỉ em trai. Em con út. Xem gia đình một chút các bác. Mình cũng mua được nhiều đồ rồi nhỉ. À giường. Vẫn một cái giường á, các con ngủ đây à? Hai vợ chồng ngủ đây đấy, con ngủ trên đây. Đây cho các con ngủ trên giường á? Nhưng mà đông như thế này. Năm đứa ngủ trong cái giường này các bác. Ngủ trong cái giường. Cái này thì thực ra cũng giường 1m6 cũng đủ. Bé bé nhỏ nhỏ thì cũng gọi là được rồi. Đang với tội là ngày trước cũng hơn 40 triệu làm căn nhà này là chưa có nhà bếp các bác. À cái con bò đâu anh? Con bò thì em đi làm thì vợ bán. Bán? Vợ bảo là một lần vợ nó con chăm sóc quá nó bán. Ơ nhưng mà lúc thế là lúc anh đi làm đấy là không phải anh bán à? Không, em ở nhà đâu, em ở dưới đấy thì gọi điện về bảo bán. Bảo là nó một mình thì nó không chăm sóc được nên bán. Bán bao nhiêu tiền? Không biết, vợ bảo là 10 triệu hay là mấy triệu không biết. Phải thế à? Sao bán bao nhiêu không biết? Con bò đấy mình mua 17 mấy ấy, 17 à 15 triệu dưới ấy. Hơn 15 triệu. Bán để đấy. Rồi. Bán đi thì bây giờ làm gì có gì làm. Bây giờ đang lấy cái đấy các cô chú cho về làm giống thì mình không bán. Đã bảo vợ rồi nhưng mà em đi làm ấy thì vậy. Không làm thì lại không có cơ ăn thì ở thì nó lại cơ ăn thì có vợ thì gọi là chung bán đi. Lúc đấy bán anh không bảo em một câu. Lúc đấy đang bảo là vợ cho em rồi nhưng mà lúc đấy em lại điện thoại lại hỏng á. Lúc đấy anh hỏng á? Hỏng điện thoại nên là không gọi được. Không mà lại bán rồi bảo em một câu xem là bán mình. Bởi vì là cô chú cho làm rỗng thì mình bây giờ nếu mà mọi người thấy mình bán như thế, bán về không làm cái gì cả, cầm để tiêu á, tiền thì bao nhiêu cũng tiêu hết. Thì cầm để tiêu thì mọi người sẽ chắc chắn là các cô chú sẽ buồn. Thế cái đấy là mình cho mình để làm rỗng chứ không phải là để mình đem bán về lấy tiền tiêu cả. Lúc đấy giả sử như mình bán hoặc mình có việc quan trọng, bán về làm cái gì đấy quan trọng. Nhưng mà không quan trọng thì bây giờ làm gì có cái gì làm nữa đâu. Về bây giờ sau này mấy đứa các con lớn một chút ấy thì làm gì có cái gì để làm anh. Thì em nói vợ là em vợ anh thì nó lại khó nói chứ em anh không nói thật ra là vợ thì em không phải nói quá nhưng mà thấy vợ cũng lười thật. Cái đấy là em thật. Nhưng mà kiểu như nó thì nó lại đi ăn thuốc, ăn các kiểu đấy. Ăn mấy chục lần. Ăn thuốc á? Vợ ăn mấy lần. Như nào? Ủa ăn cái lá ngón á? Nếu như mình không làm thiêu thì nó ăn nó các thứ thuốc con cỏ, những cây các thứ của mình. Trời ơi. Không bỏ là cái thế là bỏ liền đấy thì mình cố để sống. Thế là chỉ cần cãi nhau một tí là đi uống mấy cái đấy. Đây là em. Ôi dồi ôi. Chẳng biết là con gái nói cái gì, nói gì, nó thích cái gì, nó làm cái gì. Rồi. Em tưởng là người Mông em, mấy hay em,
Em cũng rất phục vụ cho cô chú các bác, phục vụ cho em rất nhiều. Em cũng không muốn gặp mà em sau nhiều lúc em cũng cô chú các bác cũng giúp anh rất nhiều. Thật sự là anh cũng muốn để cho cuộc sống mình thay đổi. Nhiều lúc em cũng buồn bởi vì cái chỗ là ở ngoài vợ gặp ở ngoài đường ấy, gặp ở ngoài kia vợ cũng không thèm hỏi một câu là không thèm hỏi một câu là em đi đâu hoặc là như nào đấy. Cái đấy em cũng buồn chứ, bởi vì là mình cũng giúp đỡ rồi bây giờ như thế. Cũng mong em biết cụ các bác thông cảm cho. Không, nói chung là mọi người sẽ không giúp nữa. Mọi người sẽ coi như là mình đã như thế rồi, thì bởi vì là cái con bò cũng không nuôi được. Thì từ nay thì mọi người sẽ không có giúp thêm nữa. Thì là mình tự cố gắng thôi, được bao nhiêu thì được. Bởi vì là cũng là cái duyên thì đến nhiều khi. Thế đằng sau ở đây là mình kè lại đúng không? Không, đằng sau đấy là anh em trong bản nó bảo là không có đường đi. Họ tự kè. Họ tự kè. Xong là họ kè xong là họ đổ bê tông đường, nhưng mà chưa có góp được tiền. Bây giờ đằng này cũng nhìn thấy khá rộng. Cái chỗ này là anh làm để cắt cái gì? Cái này làm đẹp thôi đúng không? Làm đẹp. Em với lại cái bẻ thì nó ở đây thì nó sắp hỏng, em để anh treo trong đúng không? Nó gió thì nó bay vào nhà hết. Ngày trước là anh mới kê thêm ở dưới này à? Ngày trước là mình làm là chưa có gạch ở bên dưới này, gió gió luồn vào hơi lạnh. Các con đông như này thì cũng vất vả các bác. Nhưng mà thì nói chung là khó nói. Vợ là người Mảng à? Người Mảng ở chỗ nào anh? Nạp Tần. Ồ, trên đấy em thấy là toàn mọi người toàn là người Mảng ít thôi. Vâng, người Mảng là mấy nhà thôi. Nhưng mà người Mảng uống rượu nhiều lắm. Thấy các toàn thấy uống rượu em đến trên đấy. Nên bây giờ cho các con đi học rồi. Thế thì mấy tháng nay anh đi làm gì? Bây giờ? Mấy tháng nay thì em đi làm cái đấy. Cũng đi làm cái đấy thì cũng có rất nhiều việc, rất nhiều gây chuyện, rất nhiều em. Gây chuyện á? Kiểu là đánh nhau á? Anh em đi thì nó không đến mình, nó thương mình, nhưng mà kiểu là mình đưa mới đưa bài cơ bản đi thì người ta biết. Có súng đưa người ta biết được thằng đấy, mình không nói thì mình không được. Anh em đến nhau mình giúp nói thì mình vào một người dưới đấy nữa thì họ đấy. Còn là hai triệu nhiều quá thì em đi hai lần xuống. Kiểu là mình làm đấy là chuyện mình chuyển chỗ khác thì cũng được. Thế năm nay là nhà mình cũng chả có không có trồng một cái gì đâu đúng không? Cứ thế đi nhận sắt vụt rồi là đi kiếm ở bên ngoài để đi làm thuê nuôi các con thôi, cũng hơi tội. Nhưng mà em không phải nói quá thật, em thấy vợ là nhiều lúc lười nên vợ mới bán. Bán bò về là cầm tiêu hết à? Vợ mua một cái điện thoại xong là em bảo là trời. Thế thì cũng nghe nữa. Đi lấy cái điện thoại đi trả thì cá cả bằng lái xe của em á. Sao lại cám cả bằng lái xe? Em bảo là thế thì không đủ thì để mang cả bằng lái xe đi. Cá xong em làm về thì em lấy điện thoại đủ. Sao là bằng lấy tiền mua điện thoại xong là sao lại cám cả? Thì lúc đấy thì cái tiền nó không đủ. Vợ muốn đọc ăn với lại không biết để làm cái gì nữa, không biết. Về là hết sạch tiền. Em thấy em buồn quá, em lại đi làm ở bên Gia Lâm, xong rồi em ở Gia Lâm Hà Nội, xong rồi em lại quay về. Em cứ là thế này thì thằng Thành á, em quay về em đi lấy cái bàn xe. Đây là bây giờ này, nói chung là vợ là không nói được, cứ nói là uống thuốc, nói là uống thuốc. Đây là em định tự tử ấy. Em nghĩ là nghĩa là làm với người ta thì
để chia tay, mà có con nhiều, có cái nhiều quá thì đúng là nhiều lúc muốn cũng muốn từ bỏ rồi đúng không? Thế là vợ đã ý định từ từ mấy lần rồi? Nhiều chưa? Thì không có. Chắc là gần 10 lần rồi. Thế không dám nói thật. Lúc đấy họ trồng một cái bãi chuối đây, em tưởng là vợ uống vợ chết, em uống thiêu luôn. Uống nhiều mầm luôn, cái thuốc trừ cỏ này em lại nôn ra. Thuốc trừ cỏ à? Thuốc trừ cỏ chắc không sao, cái chỉ cái sợ thuốc phân, cái thuốc trái cơ. Thuốc trái thì uống nhiều. Nhưng thì mà em không uống. Sợ lắm. Nó bảo nó không uống thì em lại nôn ra. Trong mồm em trái hết. Từ lúc đấy em lại nghĩ là chắc nó lừa mình để chết. Không phải là em mới chỉ sống thôi, có mấy đứa con thôi em mới sống thôi, nếu không có cả con nhỏ thì không biết cái gì, cứ chạy lên chạy xuống. Em con nghĩ cho vợ, nghĩ cho anh em mình thôi. Em thì em muốn rất có sự cho cái đứa con ra với mẹ em. Em muốn để cho cùng em. Bởi vì như này này anh này, thứ nhất là đúng là mình xã hội thì cũng phải đúng thôi, bởi vì là mọi người ở gần đây á, mọi người sẽ thấy là đã được giúp đỡ như thế này mà mình không cố gắng nữa thì mọi người cũng sẽ khinh thường cực kỳ luôn. Đặc biệt ở dưới này có cái gia đình người Thái á, anh biết đúng không? Đấy, họ ngày trước giúp đỡ thôi, họ đã nói rồi, họ cũng đã nói với em là mình như thế này như thế nọ rồi, nhưng mà em nghĩ là sẽ có sự cố gắng. Đấy, nhưng mà thôi, cái con bò đã bán rồi thì không nhắc lại nữa. Bây giờ hôm nay em cũng ở đây để thăm gia đình một chút. Em hỏi một tí là cái mấy bé mồ côi ở anh em của gia đình anh Phở ấy thì em chưa đi về bên này hay là không, nó cứ ở bên kia. Nhưng mà anh cũng bảo là chúng nó cũng thôi về ở đây thôi, ở bên kia nó tạm thời thôi. Nhưng mà em cũng đi làm, đi cái nơi bên kia thì không được đưa em đi xem tụi em đi. À, em chưa không biết đây. Em không biết là bên chỗ nào ấy. Cũng ở bên đường thôi. Nếu chưa biết thì em đã về thì anh đã về thì hôm nào. Và hôm nào xem nào. Em cũng không làm gì không vậy. Ngày trước chị bán cái con bò sau đó là dùng làm gì chị? Không biết á? Nói. Nhưng mà nhiều lúc có thấy biết nói mà. Chắc ngại thôi đúng không? Bây giờ làm gì mình có cái gì làm đâu. Ngoài đi nhận sắc vụn, đất sắc vụn bây giờ cũng không còn nữa. Chủ yếu là... Em cũng không biết em để hỏi anh, em sao là em làm một cái cần chưa tốt nhưng mà em tự tạo. Em... Anh tự tạo á? Em không biết là như thế nào. Lúc nào? Lúc nào em giúp anh xem. Lúc nào em rảnh em xuống em rồi. Xem. Em chắc đa nhiều video rồi nhưng mà em không biết là như thế nào, nó đúng như thế nào, tạo như thế nào nó. Thế bé lớn à, đâu con cả là sắp tới là phải xin đấy, không thì không được đi học đâu. Em bảo thầy giáo bảo là ừ, thế thì biết học được nhưng mà phải đi xin tự trưởng hiệu trưởng ấy. Hiệu trưởng thì xin là lúc đấy là chưa có căn cước công dân, chưa làm được giấy kết hôn thì chưa làm được cắt xin thì bây giờ làm được thì xin. Thôi chắc là em về luôn anh ạ. Để vâng xa. Thôi em về luôn, về vâng, có cái gì em hôm nào em đi thì em alo ạ. Vâng, con đi hái cái gì đấy? Đi hái cái gì này? Dép không có đi này các bác này. Dép rồi là đầu tóc. Thực sự các bác mình cũng không muốn nói nữa mọi người, bởi vì là mình đã cố gắng hết mình rồi, giúp đỡ hết khả năng rồi. Gia đình này thì ngày trước là một trong những gia đình mà chắc có lẽ là nghèo nhất nhì ở Việt Nam. Gia đình rất đông con và cái căn nhà ở thì sắp đổ tới nơi rồi. Hôm nay khi mà lên trên này á, thấy gọi là cái cảnh cái con bò mà các cô chú giúp đỡ để làm rỗng bán nốt để mà tiêu xài.
nhìn người anh Nga báo thì nói thì cũng không biết được để đáng tin hay không nữa. Chị bây giờ thì cũng có lẽ là mình cũng hết duyên với hoàn cảnh này, và từ nay mình sẽ không có ghé qua để mà thăm gia đình để làm cái gì nữa. Mặc dù là thương các bé nhỏ thật, nhưng mà con bò duy nhất để làm rỗng cũng không, cũng bán nốt để mà tiêu xài như vậy thì mình cũng xa lắm. Cá nhân bản thân mình cũng khá buồn, nhưng mà không biết nói gì hơn. Thì chắc có lẽ là cái duyên cũng hết, cũng khá là bức xúc, nhưng mà không biết nói cái gì quá là nặng cả. Như là vợ của anh Báo nói là một tí là uống thuốc từ từ ấy, thì mình cảm giác là cũng khá là sợ khi mà nói nặng, cũng hơi sợ. Nên là hôm nay cũng tạm dừng video ngắn tại đây thôi. Mong rằng các bác cùng chú anh chị có những lời đóng góp ý kiến ở bên dưới video để có thể là trong cái quá trình mà giúp đỡ các hoàn cảnh á, thì mình sẽ có một cái cách nhìn nhận phiến diện tốt hơn để giúp đỡ đúng người, để khi mà hoàn cảnh được giúp đỡ thì mình phải biết cố gắng, biết tiến thủ trong cái cuộc sống của họ, thì chắc chắn là mình cũng sẽ vui, và kể cả gia đình họ cũng sẽ được cuộc sống sung túc hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.